9 năm kháng chiến trường kỳ, 56 ngày đêm bom gầm pháo dội. Với ý chí bất khuất, quyết tâm sắt đá, chung sức đồng lòng, quân và dân ta đã đập tan tập đoàn cứ điểm mạnh nhất của thực dân Pháp ở Đông Dương, đặt dấu chấm hết cho gần một thế kỷ đô hộ của quân xâm lược, làm nên chiến thắng lừng lẫy năm châu, chấn động địa cầu. 70 năm chiến thắng Điện Biên Phủ, bản anh hùng ca chói lọi, tự hào của đất nước và dân tộc Việt Nam.